Mình đang đứng ở một cái góc view rất là đẹp, ngay cạnh đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh. Phía trước mặt mọi người là hai tòa tháp đôi dầu khí. Tòa tháp đôi dầu khí. Còn tòa bên này là tòa chung cư TNT Victoria. Khu vực này cực kỳ thoáng. Và cái tòa nhà này là cái tòa nhà chung cư Eurowindow Vicentra 1. Nó cũng chính là cái tòa nhà trung tâm thương mại Big C Vinh. Còn cái tòa nhà cũ Rich này là chung cư Quang Trung cũ. Và đây là tòa nhà Mường Thanh Sông Lam, khách sạn Mường Thanh Sông Lam, cực kỳ nổi tiếng. Khu này ấy, ở cái vị trí mình đang đứng ấy, là có thể nhìn thấy vài cái tòa nhà đẹp nhất của thành phố Vinh. Còn tòa nhà này là tòa nhà chung cư Quang Trung tái định cư, dành cho những gọi là những cư dân của chung cư Quang Trung cũ ấy. Những cái tòa nhà chung cư Quang Trung này ấy, là đã được xây cách đây hơn 50 năm. Và bây giờ là đã xuống cấp rất nặng. Đã xuống cấp cực kỳ nặng. Và hai cái tòa nhà này, cái tòa nhà chung cư Quang Trung này, hai tòa này là hai tòa nhà tái định cư. Còn những cái chung cư, những cái tòa này, những cái tòa chung cư như thế này ấy, thì sau này sẽ đập bỏ. Con đường vào đây cực kỳ rộng rãi này. Thực sự thì kể cả cái tòa nhà chung cư tái định cư này ấy, thì chất lượng của nó cũng chỉ là trung bình thôi, nếu không nói là thấp. Nếu như bạn có nhu cầu tìm hiểu chung cư ở Vinh thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 420275 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.